địa tạng bồ tát bổ nguyện giảng giải Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore thời gian tháng 5 năm 1998 tập 26 được rồi, chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Tứ Thiên Vương Đây là Phật gọi tên của họ. Khi gọi tên thì lời khai thị ở phía dưới là vô cùng quan trọng. Gọi tên là để nhắc nhở họ. Địa tạng Bồ Tát Nhược ngộ sát sanh giả Thuyết túc ương đoạn mạng báo bên dưới là nêu ra mấy điển hình về việc dùng phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sanh của bồ tát địa tạng chúng ta phải nên học tập ương ừ là tai ương tai nạn ở trong một đời rất nhiều Thường xuyên gặp phải việc gì cũng bất như ý Quả báo bệnh khổ đoán mạng Do nguyên nhân gì? Sát sanh Nghiệp sát quá nặng Chúng ta tự mình cũng cảm thấy Trong đời này của chúng ta thường hay nhiều bệnh Thường hay bị ốm đau Phải biết nguyên nhân là gì? Do nghiệp sát Tuy trong đời này không có tạo nghiệp sát Nhưng bạn đời trước Phật nói trên kinh là nói sự thật Muốn biết nhân đời trước Xem thọ nhận đời này Những gì chúng ta thọ nhận trong đời này Là do tạo nhân đời trước Nếu bạn hiểu rõ tình hình sự thật Chúng ta ngày nay bất luận thọ nhận tai nạn gì Cứ yên tâm tiếp nhận do đời trước tạo nhân không tốt hiện tại cần phải nhận quả báo nhận quả báo công oán trời không trách người thọ xong là hết rồi là hết nợ rồi nếu như bạn nhận quả báo bạn còn oán trời trách người thì phiền phức lớn rồi đời này thọ nhận rồi lại tạo nghiệp ác thì đời sau vẫn tiếp tục thọ nhận nhận hoài không dứt cho nên sau khi bạn hiểu rõ rồi thì những gì chúng ta thọ nhận đến đời này là xong rồi Trả dứt nợ rồi Báo hết rồi Một đời này nỗ lực tu thiện Nhất định không sát sanh Không những không sát sanh Mà còn nhất định không làm việc Não hại chúng sanh Không những không được làm Mà còn không được Có ý nghĩ này Vậy thì tương lai Quả báo của chúng ta sẽ tụ thắng Đời này thời gian rất ngắn cho dù sống đến một trăm năm cũng chỉ thoáng qua như cái khải móng tay mà thôi thời gian trôi đi rất nhanh đọc xong câu này nhất định không được sát sanh chúng ta nhìn thấy người thọ báo trong thế gian thì biết muốn biết quả đời sau xem việc ngày nay làm chúng ta đời này khởi tâm động niệm tất cả tạo tác là quả báo của đời sau nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy nhược ngộ thiết đạo giả thuyết bần cùng khổ sở báo hiện nay thế gian có rất nhiều dùng còn lạc hậu giống như châu phi chúng ta thử xem thường hay đăng tin người bên đó bị nỗi khổ đói lạnh đây là cộng nghiệp họ không biết quả ắt có nhân nhân của đói lạnh nghèo khổ khổ sở là trộm cắp Phạm vi của trộm cắp vô cùng rộng lớn. Ở trong Phật pháp định nghĩa là không cho mà lấy. Tiền của có chủ. Họ chưa có cho bạn, bạn đã cầm lấy rồi. Liền gọi là trộm cắp. Nhưng phương thức của trộm cắp rất nhiều. Có một số người họ gửi đến hoàn toàn không phải là do cam tâm tình nguyện là bị ép buộc. Bạn có quyền uy, bạn có quyền thế không thể không định hóa bạn, không thể không dân tặng cho bạn, vẫn là trộm cắp. Phạm là dùng thủ đoạn không chính đáng, tâm lý không chính đáng, thì những gì bạn có được thấy là trộm cắp. Phạm vi này rất rộng, ở trong giới kinh nói vô cùng tường tận sẽ được loại quả báo như vậy Nhược ngộ tà dâm giả Thuyết tước cáp uyên ương báo Chữ tước Ở trong chú giải của Đại sư Thanh Lương Đặc biệt chú thích rõ ràng với chúng ta là chim khổng tước Hay nói cách khác Quả báo của tà dâm là làm xúc sanh Là vào đường xúc sanh không muốn đi vào đường súc sanh không nếu không muốn vào đường súc sanh thì tuyệt đối không được gieo cái dân này cho nên bồ tát phía trước vừa mở miệng liền nói mười nghiệp ác ở trong tam phước dạy chúng ta tu mười nghiệp thiện tu 10 nghiệp thiện thì những quả báo bất thiện này đều không còn nữa nếu bạn không tu 10 nghiệp thiện mà tạo 10 nghiệp ác thì quả báo nhất định không thể tránh khỏi được rồi nhược ngộ ác khẩu giả thuyết quyến thuộc đấu tranh báo chúng ta cũng thường hay nhìn thấy người trong gia đình cãi nhau mỗi ngày, không phải oan gia thì không gặp nhau mà tại vì sao người trong gia đình này bất hòa là do quả báo nói lời thô ác ở trong đời quá khứ nếu như trong đời này vẫn không sửa đổi thì phiền phức đó là lớn rồi gia đình đó của họ sao có thể hòa được chứ ở trong ngạn ngữ thường nói gia đình hòa thuận thì mọi việc hưng thịnh gia đình bất hòa nhất định sẽ suy bại rồi nhược ngộ hủy bán giả thuyết vô thiệt sang khẩu báo khẩu nghiệp có bốn loại đặc biệt nêu ra nói lời thô ác phía sau phỉ bán là đã bao gồm nói dối nói hai chiều nói thêu dệt là bao gồm ở trong câu này phỉ bán đặc biệt là phỉ bán phật pháp nhưng các vị phải biết hiện nay xã hội phần đông cho là phật giáo là tôn giáo tôn giáo là mê tín phật giáo là mê tín nhất là hạng thấp nhất ở trong tất cả mọi tôn giáo vì sao vậy tôn giáo cao cấp chỉ có một vị thần Một vị chân thần duy nhất Phật giáo là đa thần giáo Là thần giáo tràn lan Cái gì cũng lễ lại Nên đó là thuộc về tôn giáo cấp thấp Không được ai xem trọng Thế là bị quán đại quần chúng xã hội phỉ bán Họ tạo cái nghiệp này rất nguy hiểm kiểu phỉ bán này của họ chúng ta có nên trách họ hay không không nên phải trách chính mình chúng ta chưa có đem nó giải thích rõ ràng chưa có giảng giải minh bạch khiến họ sanh ra hiểu lầm cho nên chúng ta gặp phải người phỉ bán phật pháp phải quay trở lại tự trách chính mình không được trách họ họ chưa có hiểu rõ ràng chưa có hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta phải có trách nhiệm nhưng mà việc phỉ bán của họ tất nhiên sẽ có quả báo chúng ta phải giúp đỡ họ giúp họ sám hối giúp họ nhận thức phật pháp nhận thức đại thừa giống như trong lịch sử có ghi chép bồ tát thiên thân lúc đầu học tiểu thừa học tiểu thừa thì đi phỉ bán đại thừa sau đó anh của ngài là bồ tát vô trụ giảng giải cho ngài biết ngài hiểu rõ rồi liền sám hối ngài phát nguyện tự cắt lưỡi của mình anh của ngài nói là không cần thiết như vậy Em hãy dùng lưỡi của mình Trước đây đã phỉ bán Đại Thừa Hiện tại hãy dùng nó để tán thán Đại Thừa Chẳng phải là hay hơn sao Cho nên ngày gì sau Liền tán thán Đại Thừa Tuyên dương Đại Thừa Đây là pháp môn sám hối Sửa chữa lỗi lầm Ngài đã được độ rồi Chúng ta muốn cứu độ những chúng sanh tạo khẩu nghiệp này Không có gì khác Hãy hết lòng hết sức Tuyên dương Đại Thừa Phải giúp họ Nhận thức rõ ràng Diện mạo chân thật của Phật Pháp Khiến cho họ quay đầu Không những không phỉ bán mà còn khen ngợi thêm. Tôi hôm nay giảng kinh Thuyết Pháp ở trên bục giảng này đã 40 năm rồi. Tôi 33 tuổi đã đi ra giảng kinh. Năm nay đã 72 tuổi rồi. Tính theo tuổi ta là 40 năm rồi. Vẫn có rất nhiều người phỉ bán tôi phải nên tiếp nhận vì sau gì do tôi tạo khẩu nghiệp quá sâu khi chưa học phật phỉ bán phật pháp tôi cũng nói nó là mê tín tôi đã tin cơ đốc giáo tin hồi giáo tôi đã trải qua hai năm trong cơ đốc giáo và một năm trong hồi giáo ấn tượng của tôi về hai đạo ấy rất tốt cả hai đều có thể nói ra một số đạo lý trong phật pháp tôi chưa có cơ hội tiếp xúc pháp sư không có người nào giảng rõ ràng đạo lý của Phật Pháp cho tôi Nên không biết Cũng cho rằng Phật Pháp là mê tín Phải phá trừ mê tín Nên nghiệp tội của tôi tạo rất nặng Làm cho thân Phật chảy máu Là tạo tội nghiệp của địa ngục vô gián túc nhỏ không biết Thời kỳ kháng chiến, ít trường học Trường học là gì? Chùa chiền Chính phủ tịch biên chùa chiền hết Lấy chùa chiền làm trường học lấy Đại Hùng Bảo Điện làm hội trường Điện nhỏ kế bên là phòng học Tượng Phật Bồ Tát cũng không đến nổi Thấy đều gom lại tập trung một chỗ Cho vào trong một căn phòng Rồi dán giấy niêm phong Trẻ con chúng tôi Nghe nói trong đó có rất nhiều tượng Phật Bồ Tát Có thể đem ra chơi được Liền đục lỗ trên cửa sổ Chui vào trong đó Lấy tượng Phật ra làm đồ chơi sau khi chơi xong rồi liền dứt đi Là phá hoại rồi Do tò mò lấy tượng Phật điêu khắc bằng gỗ Chẻ ra xem thử bên trong có gì không Bên trong bụng có nào là sợi tơ Rất nhiều trò Còn có bùa chú nữa Chúng tôi tạo loại tội nghiệp này Mà không biết Thầy giáo cũng không nói Thôi thật ra dù có nói Chúng tôi cũng chưa chắc chịu phục Cho nên là tạo tội nghiệp Phí bán Phật Pháp vì sao học Phật mới biết Đây là tạo tội nghiệp địa ngục vô gián Hôm nay chúng tôi giảng kinh thuyết pháp 40 năm rồi Mà vẫn còn bị người khác phỉ bán Làm nhục là đáng lắm Có lẽ là tội nặng Nhưng quả báo nhẹ Tôi lúc nhỏ đi học là rất tinh nghịch Thầy của tôi rất yêu thích tôi nhưng cũng rất khó quản lý Dạy dỗ tôi Trí nhớ của tôi rất tốt Sách đọc qua một lần là có thể ghi nhớ Cho nên không chịu động nữa Ứng phó với thi cử Trước khi thi khoảng 10 phút Để tôi xem qua sách một lượt Thì nhất định thi đổ Giả lại tôi thi cử chỉ cần 60 điểm Thêm một điểm cũng không có Tôi không tranh danh Không đoạt lợi Lúc nào cũng nộp bài trước tiên Thầy giáo nhìn thấy đều lắc đầu có thể lấy điểm tốt nữa mà không chịu lấy Vì sao vậy? Ra đi chơi quan trọng hơn Chỉ cần mỗi năm tôi đều lên lớp là được rồi Là đạt được mục đích rồi Yêu cầu của các vị chẳng phải là như vậy sao? Yêu cầu của thầy cô và phụ huynh Tôi đều thỏa mãn ước nguyện của họ Nhưng bản thân tôi thì sao? Thích chơi trò của riêng mình Tôi đọc sách rất nhiều Nhiều hơn so với bạn học bình thường Thư viện trong trường học Tôi đọc những sách mà tôi yêu thích nên thưởng thức của tôi phong phú hơn người khác Những tiểu thuyết cũ của Trung Quốc Tôi bắt đầu đọc từ năm lớp 3 tiểu học Đọc đến năm thứ nhất cấp 2 là đọc xong rồi Không đọc nữa Tiểu thuyết hay Thì hầu như đều đọc qua 4 năm lần Giống như bốn cái tiểu thuyết lớn như Tây Du Ký Tam Quốc Diễn Nghĩa Thủy Hử Truyện Hồng Lâu Mộng Đại khái mỗi một loại đều đọc qua năm sáu lần Hơn nữa sách gì như vậy Tốc độ tôi đọc là không quá một tuần là đọc xong Tiểu thuyết cổ điển đọc hết rồi Cho nên từ năm đầu cấp 2 trở về sau Tôi không còn đọc tiểu thuyết nữa Buổi tối Đi xem kịch ban ngày xem tiểu thuyết buổi tối thì đi xem kịch đời học sinh của tôi rất có ý nghĩa thầy của chúng tôi đều biết thầy hiệu trưởng đều biết tôi nói với thầy hiệu trưởng trường học hiện nay chẳng qua là chỗ để kiếm văn bằng học vị mà thôi học xong chẳng dùng được tôi học những thứ này tương lai có tác dụng gì chứ nên thầy của tôi cũng không có cách gì đối với tôi tạo nghiệp thì tạo rất nhiều nhưng vẫn xem như là còn chút thiện canh là không hại người khác không làm phương hại xã hội sau khi tiếp xúc phật pháp mới biết được mới hiểu được đạo lý này nỗ lực đoạn ác tu thiện trước khi tôi chưa có học phật nhiều người đã chấm tử vi cho tôi Đều nói tôi không thể sống qua 45 tuổi Bản thân tôi cũng tin như vậy Không có chút nghi ngờ nào Vì sao vậy? Theo như những nghiệp mà mình đã tạo trước đây Thì sao có thể trường thọ được chứ? Không có đạo lý này Cho nên cái năm 45 tuổi đó Bị một trận bệnh Tôi cũng không đi khám bác sĩ Cũng không uống thuốc Giống như cô sĩ Lý Mộc Nguyên vậy Thọ mạng đã đến rồi Thầy thuốc chỉ có thể trị bệnh chứ không thể trị mạng Nên tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm một tháng thì bệnh đã khỏi rồi Cũng không có sao cả Chúng tôi hồi tâm chuyển ý Đem trí huệ và một chút xíu năng lực Thân thể này của mình Hoàn toàn Hiến dân cho phật bồ tát làm việc cho phật bồ tát không phải vì chính mình nữa nhà phật nói là thưa nguyện tái lai chúng ta chuyển đổi nghiệp lực thành nguyện lực không cần đợi giảng sanh thế giới tây phương cực lạc rồi mới trở lại không cần nữa hiện tại đem nghiệp lực đổi thành nguyên lực là xong ngay tức là thừa nguyện tái lai rồi tôi đổi được rất có hiệu quả lý mộc nguyên đổi được cũng có hiệu quả đây là đang biểu diễn cho các bạn xem hai người chúng tôi làm được thì mọi người các bạn thấy đều có thể làm được chính là bạn có chịu đổi hay không mà thôi vừa thay đổi thì ý nghĩ liền thay đổi rồi khởi tâm động niệm vì phật pháp vì chúng sanh tuyệt đối không được có một ý nghĩ gì mình ta vì phật pháp vì chúng sanh ta vẫn vì mình nữa có được không không được chân thật là một trăm phần trăm vì phật pháp một trăm phần trăm vì chúng sanh tuyệt đối không cho phép có một mảy may ý nghĩ gì mình thì bạn có thể chuyển trở lại được và lại chuyển rất nhanh thế thì chúng ta tham gia câu lạc bộ của phật bồ tát tham gia ngành nghề này của phật bồ tát rồi liền ở trong ngành nghề này không có lý nào không thể chuyển lại được giảng kinh thuyết pháp có cần học hay không không cần học học à không thể học được tâm của bạn giống như tâm phật vậy văn tự này là văn tự của phật từng câu từng chữ có vô lượng nghĩa bạn tự nhiên sẽ thấy ra được tự nhiên sẽ bộc lộ thôi không phải bạn sưu tập chuẩn bị tài liệu mới có thể giảng được không có cái chuyện đó pháp vốn ngay đó từ trong tự tánh bộc lộ ra Đạo lý này chúng ta phải hiểu Các vị chẳng qua học được một chút phương pháp cơ bản Từ trong nội điển Chúng ta mới học nên chưa được vào cảnh giới của Phật Nhất định phải dựa vào cách nói của Tổ sư Đại Đức để nói Không được nói sai đi những nội dung của các ngài Nhưng mà chính mình thật sự phát tâm hoàn pháp lợi sanh Thì nhất định phải vào cảnh giới thông vào được cảnh giới thì chỉ ăn bánh vẽ đếm của báo dùm người khác toàn là của người khác chứ không liên quan gì tới mình muốn vào được cảnh giới phải buông xả triệt để buông xả tự nhiên liền nhìn thấu nhìn thấu là gì sáng tỏ rồi tánh tướng lý sự nhân duyên quả báo biết rất rõ ràng gọi là nhìn thấu sự việc đó là như vậy xem tiếp kinh văn dưới đây nhờ ngộ sân huệ giả thuyết xú lậu lung tàn báo bạn xem quả báo nóng giận là ở địa ngục những hiện tượng trong địa ngục đó chúng ta xem địa ngục biến tướng độ ở trong phật pháp nói lại thử xem ở trong những tôn giáo khác cũng có địa ngục biến tướng độ tuy những tôn giáo khác không có nói đến lục đạo chí ít họ cũng nói tam đạo họ có nói về thiên đường cõi người và cũng có nói địa ngục vẽ hình ảnh trong địa ngục không có cái nào là đẹp đẽ hình dạng vô cùng khủng khiếp đó là xú lậu lung tàn đây là điều chúng ta cần phải cảnh giác một niệm tâm sân khởi lên mở ra trăm dạng cửa chướng ngại xấu xí tàn tật là hoa báo địa ngục là quả báo không thể không biết nếu như tướng mạo của chúng ta là xấu xí tàn tật thì biết được là do tâm nóng giận rất nặng tâm đố kỵ rất nặng nếu như chúng ta có thể sửa đổi trở lại phát tâm từ bi có thể thương xót tất cả chúng sanh yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh quan tâm tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh thì tướng mạo sẽ biến đổi cho nên bạn tu hành có công phu hay không đừng xem người khác chỉ xem tướng mạo của mình thử xem tướng mạo thể chất của bạn ba năm trước cùng với ba năm sau tướng chuyển theo tâm tâm bạn thanh tịnh thì có tướng thanh tịnh tâm địa từ bi họ liền có tướng từ bi Tâm địa trí huệ Họ liền có tướng trí huệ Tâm địa ác độc Họ liền có tướng ác độc Điều này đâu có thể giấu người ta được chứ Là không thể giả bộ được rồi Người thế gian thích đẹp Phải đi chỉnh sửa sắc đẹp Càng sửa càng tệ hại hơn Tôi nhìn thấy rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ Khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ còn thấy được Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong Thì tướng mạo trở nên rất kỳ lạ Không đẹp chút nào Tướng đó là gì? Là giả tướng Tâm chưa có chuyển Cho nên phải biết Tướng dù có chỉnh sửa như thế nào Chỉnh sửa đẹp đi nữa Mà tâm họ không tốt Thì cái tướng đẹp đó sẽ biến thành tướng xấu xí hiểu rõ đạo lý này thì việc gì phải tốn tiền oan uổng để đi giải phẫu thẩm mỹ chứ hãy đều chỉnh tâm tâm biến đổi rồi thì tướng sẽ biến đổi thôi cho nên thân thể cũng không cần đi tìm thuốc men hay tẩm bổ gì cả không cần thiết tâm tốt rồi thì thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Tôi xưa nay không có tìm người nào đến để giúp chữa trị cho cơ thể khỏe mạnh không có. Từ trước đến giờ không uống thuốc bổ. Người ta tặng cho tôi nào là nhân sâm, sâm cao ly, tôi liền chuyển tay tặng cho người khác. Tôi không uống những thứ đó, cũng không tiêm nhiễm bao giờ. phải điều chỉnh từ nơi tâm không cần chú trọng thân thể lúc nào cũng muốn chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh cái gì thử nghĩ xem bạn không thể phá thân kiến được ý nghĩ tự tư tự lợi của bạn không dứt bỏ bạn vẫn dính chặt thân tướng trên kinh Kim Cang dạy chúng ta một nguyên tắc tu hành cơ bản là không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Bốn tướng bạn có đủ rồi, bạn vẫn chấp trước mà. Thân tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh được chứ? Thân tâm không thanh tịnh thì cơ thể của bạn làm sao khỏe mạnh được? Cái gì phải biết, khỏe mạnh nhất là trở về với tự nhiên. Tự nhiên luôn vô tư Tự nhiên luôn vô ngã Cho nên trong Kinh Kim Cang nói Phá bốn tướng chính là trở về tự nhiên Tự nhiên là khỏe mạnh nhất Tự nhiên là thân Kim Cang bất hoại đích thực Tên Kinh Phật nói là sắc thân và hàng rộng Chúng ta ngày nay đắp tượng toàn thân đều thiếp vàng. Bạn thử nghĩ có đẹp hay không? Nếu như một người mặt mày đều là màu vàng rồng hết, thì người đó là quái nhân rồi. Tôi tin là không có ai thích họ cả. Vàng là pháp tượng trưng. Ở trong mọi thứ vật chất, tại vì sao vàng được xem là quý nhất vậy? Vì vàng không đổi màu. Cho nên vàng đại biểu cho bất biến. Bất biến là thật Bị biến đổi thì là giả Chân tâm lìa niệm Đó liền gọi là giả Màu vàng Trên Kinh Hoa Nghiêm có pháp tượng trưng Các gì đều xem qua rồi Nói thế giới kim sắc Đó là bất biến Vọng tâm là có thể biến Chính là giả Nên hàng đại biểu cho bất biến Bất biến là chân tâm bất biến là nhất tâm hai tâm liền biến đổi ngay cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng không nên chết cứng ở trên câu chữ chết cứng thế thì sai rồi nếu bạn khuyên một người học phật họ nói tôi không muốn học phật học phật trên người toàn là màu vàng khó xem quá cho nên nhất định phải hiểu nghĩa thú trên kinh nói thật sự kinh phật rất khó hiểu khó ở chỗ là ý ở ngoài lời nói nên bạn phải biết nghe kinh văn cũng vậy ý ở ngoài văn tự chứ không ở trong văn tự văn tự là để dẫn đường trong thiền tông gọi là ngón tay chỉ mặt trăng là rất có đạo lý nó là ngón tay bạn phải hướng theo ngón tay này của họ Mới có thể nhìn thấy sự thật Cho nên nó không ở trên văn tự Không ở trên ngôn thuyết Nhưng nó cũng không lìa văn tự Cũng không lìa ngôn thuyết Bạn mới có thể thể hội được nghĩa chân thật Nghĩa chân thật Nghĩa chân thật là tự tánh Tự tánh vốn đầy đủ trí huệ vốn đầy đủ đức năng Đây là nghĩa chân thật mà Như Lai nói cho nên nghĩa chân thật Cũng không phải là nghĩa chân thật Của Thích Ca Mâu Ni Phật Mà nói nghĩa chân thật của Như Lai Như Lai là tự tánh Là tên gọi của tánh đức Là một trong mười danh hiệu của Phật Chứ không phải của riêng một người nào Nhược ngộ, kiên, lận giả Tuyết sở cầu vi nguyện báo đây chính là nỗi khổ cầu không được Ở trong tám thứ khổ Tại vì sao họ cầu không được vậy? Keo kiệt Không chịu buông xả bố thí Cho nên cầu gì cũng không được Tôi 26 tuổi học Phật Vào lúc đó Tôi tiếc là nghe được Phật Pháp quá trễ Phật Pháp hay như vậy Tại vì sao không biết sớm một chút Nói thật ra đã khiến cho tôi Xin khởi niềm tin Đối với Phật Pháp là gì quá khó Quá khó Tôi đã kể với các chị rồi tôi lúc trẻ hơi có chút thông minh có chút trí huệ và có chút tài hùng biện người nào có thể thuyết phục được tôi là không đơn giản thời tôi còn đi học ở trường vẫn chưa từng gặp được đối thủ cái chết tôi có thể nói thành sống tôi rất giỏi ăn nói chuyên đi tranh luận với người ta chuyên chủ trương ngược lại với người ta Tôi có thể nói ra một tràng đạo lý Cho nên có thể làm cho tôi tin Phật Thuyết phục được tôi Thì không phải dễ dàng Tôi gặp được tiên sinh phương Đông Mỹ Thế là đã thuyết phục được tôi Đây là nhà triết học lớn của Trung Quốc đương đại có uy tín trên thế giới Không phải đẳng cấp quốc gia Là nhà triết học lớn đẳng cấp thế giới Thầy giới thiệu Phật Pháp cho tôi Tôi mới tin Thái độ của tôi đối với Phật Pháp Là chuyển biến lớn 180 độ Liền vào trong chùa chiền tìm kinh sách để xem Cũng là do duyên sâu dậy Tôi tiếp xúc kinh Phật Đại khái khoảng một tháng Thì quen biết đại sư Trương Gia Trong kinh điển Chỗ nào có ghi vấn khó xử lý Thì đích thân thầy giải quyết giúp tôi Thầy vô cùng từ bi Mỗi tuần dành cho tôi hai giờ đồng hồ Tôi thỉnh giáo với thầy Tôi theo thầy học 3 năm Nên tảng Phật Pháp của tôi Là được đặt từ chỗ thầy Thầy dạy cho tôi nhìn thấu buông xã vậy tôi bố thí cho nên học phật nên học với ai nên học với người thầy nào mà trong tâm bạn thấy khâm phục nhất lời người này nói ra bạn phục tùng một phần trăm làm được một trăm phần trăm nếu như đối với vị thầy này thầy giáo tốt đi nữa rất có đạo đức tài năng trí huệ mà bạn không có niềm tin đối với họ thì bạn học theo họ cũng uổng công bạn không có niềm tin đối với họ những gì họ nói ra bạn không thể y giáo phụng hành cho nên lão sư cùng học trò hợp nhau là vô cùng quan trọng lão sư yêu thương bảo vệ học trò học trò tôn kính lão sư lão sư thật sự chịu dạy học trò thật sự chịu học những gì đời này tôi gặp được là do đời trước kết duyên tốt Phương Lão Sư dạy tôi, dạy chỉ một mình tôi Lần này tôi đến Hồng Kông giảng kinh Thỉnh thoảng tôi cũng có nhắc đến chuyện này Diện trưởng của Thư viện Tân Á trước đây ở Hồng Kông Là tiên sinh đường quân nghị Đây cũng là nhà triết học lớn cận đại Là học trò của Lão Sư Phương Chúng tôi là học trò khác thế hệ của Lão Sư Phương Vị này có thành tựu kiệt xuất trong triết học Tiên sinh đã qua đời rồi Đường quân nghị Có lẽ lớn hơn tôi khoảng chừng 10 tuổi Được gặp những người này Chúng ta ở trên đường Bồ Đề Mới thuận buồm xuôi gió Đại sư Trương Gia gặp được tôi thầy yêu thương chăm sóc tôi tận tình mỗi tuần thầy dành cho tôi hai giờ đồng hồ tôi có lười biếng cũng không được lười biếng mỗi lần không đến thầy liền gọi điện thoại hoặc sai người đến hỏi thăm tôi xem có phải bị bệnh không vì sao không đến bạn nói xem sự nhiệt tình như vậy khiến cho bạn không thể không đến đây là thật sự chịu dạy cho nên ân đức của lão sư đối với tôi Tôi niệm niệm không quên Sau khi hai vị Lão sư qua đời Tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Theo học thầy 10 năm Lý lão sư là vô cùng quan tâm Vô cùng yêu thương Ở trong cửa Phật Có cầu ắt có ứng là đại sư trương gia dạy cho tôi Lão sư nói khi con cầu mà cầu không được Là do con có chướng ngại Có nghiệp chướng Tôi liền hỏi vậy làm thế nào Lão sư bảo sám hối tiêu nghiệp chướng Nghiệp chướng tiêu trừ rồi Con cầu cái gì Cái đó hiện tiền ngay Tôi cầu thôn di đà Cầu 16 năm có nghiệp chướng nên không thể hiện tiền Có lẽ hiện nay nghiệp chướng đã tiêu cũng khá nhiều rồi Nên nó chín mùi thành tựu rồi Bạn có nghiệp chướng thì không được Nhất định phải tiêu nghiệp chướng Muốn tiêu nghiệp chướng phải thật làm Tâm hạnh của mình phải vào cảnh giới Phật Chúng tôi ở trên bục giảng Biểu diễn nếu các vị đồng tu nghe thật tỉ mỉ Bạn có thể nhận ra được Vô lượng thọ kinh Tôi đã giảng 10 lần Lần này là lần thứ 10 Hầu hết đều có băng ghi âm Các bạn nghe xem Mỗi lần, mỗi khác Không phải tôi có gì cất giữ Không chịu giảng Phải để đến lần thứ hai mới giảng Không phải vậy do cảnh giới này mỗi năm mỗi khác cảnh giới mỗi năm mỗi khác là chứng tỏ nghiệp chướng mỗi năm đã tiêu được một ít nghiệp chướng không tiêu được một ít thì cảnh giới của bạn không thể nâng lên được tôi cũng không phải là người căng tánh lanh lợi là người căng tánh bậc trung hạ nghiệp chướng là đang tiêu trừ dần dần đang tiêu trừ mỗi năm cho nên cảnh giới mỗi năm mỗi khác bản thân tôi biết người thường hay nghe tôi giảng kinh biết họ có thể nhận ra tôi giảng kinh không có bút ký không có bản thảo tài liệu của cổ đức tôi có xem tôi có dành một ít thời gian để xem thật kỹ họ có cung cấp cho tôi một số tài liệu tham khảo nhưng khi tôi giảng hoàn toàn không dựa theo văn tự của họ mà giảng nếu dựa theo chú giải của họ để giảng là không khế hợp căn cơ họ là người của thời đại xưa đứng trước số thính chúng và người xem thời đó xã hội hiện nay lòng người hoàn toàn là khác so với trước đây cho nên chúng ta đọc tài liệu của người xưa để gợi mở trí huệ của mình chỉ có thể làm tham khảo chúng ta phải có năng lực quan sát căn cơ của đại chúng hiện nay sau đó mới có thể làm được việc ứng cơ thuyết pháp, thật sự có giúp ích, thật sự đem lại sự thọ dụng cho họ, hóa giải kiếp nạn, đạt đến hiện tại hòa thuận, ổn định phồn dinh. Người nào cũng có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là mục đích hướng đến của việc tu học Phật pháp hiện nay. Ở trong cửa Phật, quả thật có cầu ác có ứng. Cầu làm Phật cũng có thể thành tựu được, huống hồ những cái khác. Làm Phật là khó nhất. Làm Phật còn có thể cầu được Thì tất cả những thứ Vinh hoa, phú quý Của thế gian phía dưới Chỉ là chuyện nhỏ Đâu có lý nào không đạt được chứ Chúng ta cần phải có niềm tin Nếu bạn muốn Có cầu ác có ứng Không có gì khác là tiêu nghiệp chướng Lời giáo huấn này Của Đại sư Chương Gia Tôi luôn nhớ kỹ trong đời này Y giáo phụng hành Nhược ngộ ẩm thực Phô độ giả Thuyết cơ khác yết Bệnh báo Câu này dễ hiểu Là tham ăn xã hội hiện nay có rất nhiều bệnh lạ trước đây chưa từng nghe nói bao giờ bệnh từ đâu mà ra vậy trong ngạn ngữ nói rất hay bệnh từ miệng vào họa từ miệng ra khẩu nghiệp phía trước đó là tai họa Tai họa đều sinh ra từ trong khẩu nghiệp, bệnh tật đều từ ăn uống mà ra, bệnh từ miệng vào. Tôi lần này ở Hồng Kông, có một vị đồng tu kể cho tôi nghe, cậu ấy nói đây là người thật diệt thật là xảy ra tại Hồng Kông. Đây là tin thời sự xã hội nên đại chúng đều biết. Là mấy năm trước có hai mẹ con nhà nọ thích ăn hải sản mỗi ngày đều ra dịnh để mua hải sản tươi sống chứ không phải tự mình bắt là mua đồ sống gì giết tự nấu ăn đến cuối đời người mẹ này đã mắc một căn bệnh lúc phát bệnh liền nói với mọi người nước rất lớn chỗ nào cũng là bùn cát bò lung tung trong phòng giống như là bò lên bờ vậy là giống như hình ảnh của những con hải sản vậy Vì sao trên người bị lỡ loét hết Rồi chết đi Sau khi chết đi Thì con gái bà Cũng bị loại bệnh giống như vậy Sau này cũng vô phương Cũng đi tìm cầu thần khẩn Phật khắp nơi Vì gặp được một vị Pháp Sư Pháp Sư liền nói với cô ấy Đây là quả báo một đời sát sanh Ăn hải sản của cô Hãy mau mau sám hối Liền dạy cô phóng sanh Dạy cô ăn chay người con gái này cũng bà lúc đó chịu làm theo nhưng vẫn không kịp nữa vẫn phải chết bạn bè thân thích của cô nhìn thấy hình ảnh đó thì vĩnh viễn ăn chay trường không dám ăn những thức ăn mặn này nữa là người thật diệt thật hình dạng lúc chết là giống như những loài thủy sản vậy quả báo rành rành hiện ra trước mắt cho bạn xem Tuy là tin thời sự xã hội Nhưng tôi thấy tiệm bán hải sản ở Hồng Kông Người vẫn ngồi chật kín Thật sự là căng cường khó giáo hóa Bồ Tát gặp phải những sự việc này Hiện nay cần phải quay đó thành phim ảnh Để chiếu khắp nơi Trong tiệm hải sản Nên treo thêm vài bức tranh về những quả báo này Để cho họ xem thật quá đáng sợ Kiếp đau binh của thế gian từ đâu mà ra vậy? Là từ ăn thịt chúng sanh mà ra Người hiện nay Mỗi người đều rất chú trọng đến sức khỏe cơ thể Muốn cơ thể khỏe mạnh thì tốt nhất là ăn chay Trong ăn chay tốt nhất là ăn rau sống Tôi hiện nay ăn rau sống Đã ăn hơn 2 tháng rồi Cho nên mọi người nhìn thấy tôi rất gầy Người gầy xuống Tôi liền nói với họ Sức khỏe không tốt Là do giao tiếp quá nhiều Tốt nhất là bớt tiếp xúc với tôi Nhưng trên thực tế Đời sống hiện nay đang thay đổi Lần đầu tiên Tôi thay đổi là ăn chay trường Vào lúc đó cơ thể rất gầy Khoảng gần 2 3 năm sau thì thể chất dần dần hồi phục trở lại. Hiện tại làm cuộc thay đổi lần thứ hai, ăn rau sống. Tôi hơn 2 tháng nay không ăn cơm. Hoàn toàn ăn rau sống, sáng sớm ăn một chén cháo loãng, ăn hai cuộn rau sống, một chén canh. Hôm nay chúng ta có làm hay không? nếu như có làm hãy mang vài cuốn chúng ta đem đến phòng ăn mời lão hòa thượng ăn nhé không có dầu không có muối hoàn toàn ăn rau sống tôi thường hay nghĩ bò dê ăn cỏ mà cơ thể khỏe mạnh như vậy nó cũng không có ăn dầu muối càng nghĩ thì càng có đạo lý các bạn đồng tu giới thiệu cho tôi sau khi tôi ăn được hai tháng này Cảm thấy rất thoải mái Thật sự là có lợi ích Chúng ta phải chú ý việc ăn uống Đặc biệt là việc ăn uống hiện nay Hiện nay Lòng người không tốt Những nơi khác thì tôi không biết Nhưng tình hình Đài Loan thì tôi biết Heo ở Đài Loan 6 tháng là giết rồi Thức ăn nuôi heo Đều là thuốc hóa học Dục cho heo mau lớn Nó lớn rất nhanh Sáu tháng thì bị giết rồi Cho nên ở trong thịt của nó Đều có chứa độc tố ở trong đó Không bình thường Thêm nữa Trước đây Gia súc Đều là nuôi thả rong Khi chưa có giết Thì đời sống của nó rất tự do Rất tự tại tâm trạng của nó rất thoải mái, rất vui vẻ. Hiện nay, những loại xúc sanh này vừa sanh ra là bị nuôi ở trong lòng. Cũng giống như là bị ngồi tù vậy. Cả đời bị ở tù, đến cuối cùng bị giết thịt. Bạn nói thử xem nó có tâm trạng gì. Trong thịt của nó chứa đầy độc tố. Thì người ăn vào sao không bị bệnh được chứ? Bị những bệnh rất kỳ lạ hiện nay ăn chay cũng phiền phức rau cải có thuốc trừ sâu gạo nghe nói cũng có thuốc hóa học gì ở trong đó gạo bạn thấy là rất đẹp có độc đúng như trên kinh nói là ăn đắng uống độc chúng ta ngày nay là sống loại đời sống này nhà nông chúng ta ở đài loan bản thân họ ăn rau là do tự mình trồng phân biệt khác với rau bán ra họ nói rau bán không được ăn vì có độc họ biết độc thì bán cho người khác ăn gạo cũng là như vậy gạo họ ăn là tự mình trồng ở đám ruộng khác còn gạo bán là trồng ở đám khác bán cho người ta đều tách biệt ra họ bán những thứ có độc này cho người khác thì bản thân họ cũng không thể tránh khỏi phải bị gặp độc hại tâm bất thiện rồi chúng ta ngày nay cũng xem như là có duyên nên gặp được cái đồng tu giới thiệu mới biết khí ozone có thể hóa giải được thuốc trừ sâu cho nên chúng tôi hiện nay ăn rau sống là phải xử lý qua bằng khí ozone đem những thứ có độc ở trong đó thấy đều phân giải hết cho nên sạch sẽ hơn nhiều so với những thực phẩm ở bên ngoài Cái này cần nên ra sức phổ biến Ta nên tìm công xưởng Cơ khí chế tạo Hy vọng họ có thể sản xuất hàng loạt Chúng ta nghĩ cách để giúp họ truyền bá Có cách ăn uống lành mạnh Tâm lý thanh tịnh Tâm lý từ bi Để thân tâm khỏe mạnh Không có pháp nào không phải là Phật Pháp 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 đều là Phật Pháp Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không Pháp ngữ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ A Gmail com Người đọc Hạnh Quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến Hương Linh Nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện Hương Linh nương nhờ Phật lực Tội nghiệp phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo tranh Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật